triển lãm bản đồ hoàng sa trên đất Mỹ. Quý vị và các bạn thân mến, 20 bản đồ hoàng sa, 20 bản đồ cổ Trung Quốc và hai sách Atlas Trung Quốc được triển lãm tại Hội thảo quốc tế Sự xung đột trong Biển Đông. Tổ chức tại Đại học Yale Mỹ cuối tuần qua đã là 40 bản đồ trong bộ sưu tập 150 bản đồ cổ Hoàng Sa và Trung Quốc cùng ba sách Atlas Trung Quốc mà ông Trần Thắng, Việt Kiều Mỹ, sưu tập từ giữa năm 2012. Những bản đồ này đã được ông Thắng gửi tặng cho Việt Nam và Ủy ban Nhân dân huyện đảo Hoàng Sa Đà Nẵng. 20 bản đồ Hoàng Sa do các nước phương Tây và Việt Nam vẽ từ năm 1618 đến năm 1859 cho thấy vùng đảo Hoàng Sa thuộc chủ quyền Việt Nam. Trong khi đó 20 bản đồ của các nước phương Tây vẽ về Trung Quốc từ năm 1626 đến năm 1980 cho thấy miền Nam của Trung Quốc chỉ dừng lại ở đảo Hải Nam. Hai sách bản đồ Atlas một cuốn do nhà nước Trung Hoa phát hành tại Nam Kinh năm 1933, cuốn còn lại do Phái Bộ Truyền giáo Trung Quốc phát hành tại Anh năm 1908, cũng chỉ rõ lãnh thổ nước này dừng lại ở Hải Nam. Giáo sư Carter, chuyên gia người Australia, nghiên cứu vấn đề về Biển Đông, từng nhận xét bởi sưu tập của ông Trần Thắng cho thấy những mâu thuẫn trong tuyên bố của Trung Quốc về cái gọi là chủ quyền không thể tranh cãi đối với hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa. Trao đổi với VN Express, Ông Trần Thắng, Chủ tịch Viện Văn hóa Giáo dục Việt Nam, IVCE, cho biết các học giả tham dự hội thảo đều cho rằng hiện chưa có sách hoặc công trình nghiên cứu về Hoàng Sa và Trường Sa được viết bằng tiếng Anh, được phát hành rộng rãi. Điều này khiến các học giả quốc tế tham phiền rằng họ không có tài liệu để nghiên cứu. Ông Thắng nói và cho rằng quỹ Biển Đông cũng sẽ hỗ trợ cho các công trình nghiên cứu Biển Đông. Việt Nam được một số học giả quốc tế tranh đấu bảo vệ lợi ích Biển Đông. Chính phủ Việt Nam cũng cần lập ra quỹ về Biển Đông để tạo mọi điều kiện phát triển thông tin về Biển Đông. Từ nguồn ngân sách này, có thể dùng dịch sách, các trung trình nghiên cứu, phim tài liệu và tài liệu về Biển Đông sang tiếng Anh và tiếng Trung Quốc. Hiện Trung Quốc và các nước trong khối Đông Nam Á tăng cường phát triển quân sự, có nghĩa là phát triển sức mạnh cứng. Cái giá phát triển sức mạnh cứng là hàng tỷ tỷ đô la Mỹ, trong khi giá thành phát triển sức mạnh mềm như đầu tư nghiên cứu Biển Đông chỉ vài triệu đô la Mỹ. Ông Thắng nói, điều quan trọng của sức mạnh mềm là gìn giữ được hòa bình trong khu vực trong các cuộc xung đột về Biển Đông. Ông cho biết thêm, tôi nghĩ chính phủ cần phải công khai giải pháp cụ thể về Biển Đông, ví dụ như trường hợp Philippines. Họ chọn giải pháp về môi trường biển và giá trị pháp lý về đường lưỡi bò để chống lại Trung Quốc tại tòa án quốc tế và giải pháp này được công khai trong nước và cả thế giới. Ông Trần Thắng tốt nghiệp kỹ sư cơ khí tại University of Connecticut và làm việc cho công ty động cơ máy bay Pratt Whitney từ năm 2000. Ông đồng thời là Chủ tịch Viện Văn hóa Giáo dục Việt Nam AVCE tại New York nhằm phát huy giáo dục Mỹ tại Việt Nam và giới thiệu văn hóa Việt Nam tại các đại học Mỹ. Năm 2012, ông Trần Thắng sưu tầm 150 bản đồ cổ Trung Hoa, bản đồ Hoàng Sa và ba sách Atlas Trung Hoa chứng minh chủ quyền biển đảo Việt Nam. Với đóng góp này, ông nhận được bằng khen của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng, Bộ Thông tin và Truyền thông, Ủy ban Biên giới, Bộ Ngoại giao, Ủy ban Nhân dân, thành phố Đà Nẵng.